Xin chào bạn Tato. Thì video trước chúng ta dàn cái gì ta? Dàn cái iframe với cái video trên YouTube vào trong cái trang web rồi. Thì video này chúng ta sẽ tới cái phần danh sách list bạn. Cái này nó mau dễ lắm, làm cho mau ha. Cái list này giống như là cái menu thực đơn ta chèn các món ăn nè bạn. Từ danh sách gì nè, liệt kê thôi. Thì cơ bản nó chia làm hai loại. Một loại đó là dạng danh sách gì nè, có thứ tự là 1 2 3 4 hay là ABC hay là Y gì đó. Đó là gọi là có thứ tự ha. Loại thứ hai là loại không thứ tự, nghĩa là nó không có số như vậy, không có chữ gì mà nó là cái chấm gì thôi mà. Ok, chứ gì hai loại thôi. Rồi, thì đây là thấy không? Một nó diễn giải cho chúng ta biết nè, dạng có số hay là đoạn thứ hai không có số thì chỉ là chấm thôi. Chấm thì nó phân loại là chấm chấm tròn, chấm vuông hay gì đó, chấm rỗng bên trong là chấm trắng. Rồi, cách làm này cũng dễ lắm mà. Thì thứ nhất là nói trước cái loại có thứ tự đi bạn ha. Có thứ tự thì nó là gì bạn? OL, cái này nó giống như gì ta? Giống như bên phần mềm Microsoft Word đó, cái phần danh sách nè. Giống như bạn đánh cái gì đó, này đang canh trái gì nè. Thì tôi đánh cái chữ là dòng dòng 1 đi, rồi dòng 2, nó dòng 3. Rồi, thì khi ta quét chọn cái vùng chọn nè, ta quét nó rồi sau đó nó có cái phần này nè. Nó đây là đầu tiên là cái này là cái dạng không có thứ tự. Thấy chưa? Người ta thấy chọn nhiều hình dạng gì đó khác nhau tùy. Hoặc là chúng ta chọn cái bên là dạng có tự là dạng số, số thì 1, 2, 3 hay là Y, A, B, C, Y gì đó, Y nhỏ, Y lớn, in đậm, in quay đó, đó, thấy chưa? Hoàn toàn tương tự thôi, như Microsoft Word thôi. Thì cái này cũng vậy, cái này thì nó dễ lắm mà. Thì trước tiên là vô cái danh sách đó, bạn phải cho người ta biết là đây là cái danh sách, thì nó viết tắt có chữ OL. OL viết tắt có chữ Order, Order là thứ tự á, chữ L viết tắt có chữ List là danh sách á, Order List, nghĩa là cái này là danh sách có thứ tự. Rồi đây là tab mở, đây là tab đóng. Rồi thì trong đây chúng ta sẽ thêm từng cái dòng danh sách thôi bạn, rất là dễ đúng không? Giống như là đoạn văn bản ta thêm cái chữ B vậy. Ở đây chúng ta thêm cái chữ list là li, li dưới tắt có chữ list item á, nghĩa là danh sách á. Rồi ta làm thử gì đi ta, làm thử đi tại mấy này nó mau dễ lắm. Rồi đầu tiên ta cho người ta biết là này là cái một cái danh sách ha, danh sách có thứ tự là OL, nó dưới tắt có chữ này nè bạn. Tôi thấy người ta ghi là tôi ghi theo không biết đúng không. Order list là danh sách nó, ok ha, dưới tắt của hai chữ cái đầu là OL. Rồi sau đó là enter đóng xuống, rồi cho người ta biết đây là danh sách có thứ tự. Sau đó người ta sẽ thêm đây những cái chữ lợi đây là dưới tắt có chữ list này bạn, list item ha, danh sách những cái đồ thứ trong đây, nhưng mà ta ghi chữ lợi cho mau. Rồi các bạn ghi cái gì trong đây cũng được bạn, ví dụ tôi ghi đại cái chữ dòng một giống nãy gì ha, trong đó mất thời gian ta, và bạn ghi một cái rồi bạn copy cho hết cho nó nhanh, Ctrl C enter xuống, Ctrl V, rồi thấy chưa? Thì đây nó vừa làm xong thì nó hiện cho chúng ta đúng rồi nè, 1 2 3 dòng 1 dòng 2 dòng 3 nữa chưa. Tôi làm biến ghi sửa lắm, bạn tự ghi ha, ghi là ba nó ok ha. Thì đây là gọi gì ta, gọi là cái danh sách mà có thứ tự. Rồi ví dụ như bạn không muốn ký hiệu là 1 2 3 mà muốn thành ABC gì đó thì bạn sửa lại trên đây, cho nên nó có cái chữ thay nè, đánh như đây cái chữ thay bằng cái gì đó, nó chưa đánh gì chưa mà nó ra sẵn cho chúng ta luôn nè, thay bằng gì luôn nè, đây thay nè, ví dụ như tôi cái thay đây ta ghi bằng cái giá trị gì, bằng 1 hay là ABA là AQA thường y nè, làm thử nha. Nó có một vài trường hợp thôi, dễ rồi. Nó như chúng ta là 1 là có sẵn là 1 rồi, thứ tự là 1 2 3 rồi. Nó không chọn 1 nữa mà nó chọn cái chữ A. AQA thì đây là ABC qua nó. Ví dụ ta chọn A thường. Thì đây là ABC thường, ha, nhìn kết quả như đây nè. Nó cái thứ tự nó đánh thôi. Rồi không thì bạn chọn chữ y, y thường hay qua thì trên đây là y1 hay y3 nè. Thấy dễ chưa? Rồi ta sẽ làm copy cho nó mau bạn ha, ta làm thêm một cái tương tự vậy mà cho bên dưới là cái việc là không có theo số tự. Rồi thì không có thứ tự thì nó sẽ là cái chữ gì bạn, không phải là chữ O là nó mà chữ U, là U là chữ anh đó bạn, anh order là không thứ tự á. Ví dụ như cái chữ anh order là gì nè, anh order nó thì viết tắt là chữ U, còn cái chữ L kia vẫn là cái chữ list đó, ok ha. U là anh order list nó gì thôi các bạn. Rồi như là nó không thứ tự, tôi vừa làm xong mà nhìn kỹ trên đây nè, trên đây nó có làm luôn chúng ta là dòng 1 dòng 2 dòng 3 là cái chấm nè, thấy chưa, là không thứ tự. Và cái thai này cũng tương tự vậy, cái thai này á, thì là nó sẽ là cái hình dạng mà mặc định nó hình tròn đen, bạn muốn nó là cái hình gì, hình vuông đi, hình vuông là chữ square đúng không, square đây nó biết chút xíu gì tiếng Anh là được rồi, hình vuông đen. Rồi mặc định nó là circle, là mặc định nó là cái disk và disk nghĩa là hình tròn đây chấm đen á. Còn bạn muốn có hình tròn mà trắng ở bên trong thì bạn thêm cái chữ circle. Thấy chưa? Là hình tròn mà rỗng bên trong. Còn vuông là square. Còn không có là thêm chữ non. Rồi cái này nó đơn giản lắm đúng không? Đơn giản lắm. Nên ta làm nước nước nhanh nhanh đi, thấy chưa? Nó không có cái gì hết. Là non.
non là không á. Rồi danh sách hai cấp thì dễ thôi, bạn muốn nó thêm bao nhiêu cấp á, thì bạn lồng vô thôi, bạn lồng vô thôi bạn. Ví dụ như tao lồng gì nè, cái này giả sử tao thêm cái chữ gì, thổi thêm đi, giờ cho nó đơn giản. Rồi mà thấy là giả sử như cái dòng này tôi sẽ thêm vô đây nè, cái chỗ dòng dòng một đây nè, tôi sẽ thêm cái chữ gì bạn, thêm cái chữ là UL tiếp đó, tôi lồng vô bên trong các bạn. Rồi sau đó sau khi thêm UL tôi sẽ thêm vô đây là cái chữ là list, thấy chưa, đây là bên trong tôi không biết ghi cái gì, tôi ghi đại ha, thấy chưa. Thì bạn nhìn trên màn hình nè, thì cái dòng một nó sẽ có cái gạch đầu dòng đầu tiên là bên trong nè, thấy chưa. Nó đại khái là chúng ta dạng giống như là danh sách lồng trong danh sách gì đó bạn. Nó rồi bên trong, bên trong hai như vậy, ở trên là bên trong một, tao không biết gì tao ghi đại ha, tại để mất thời gian ha. Nó thì bạn thấy không, cái dòng một là người ta sẽ cứ vô bên trong cái danh sách, bên trong là bên trong một, bên trong hai đó. Thì rất đơn giản thôi, bạn muốn cho nó biết là danh sách thì bạn cứ hình dung là cho cái phần mềm nó biết là danh sách đó, thì bạn cứ thêm cái chữ UL hoặc là OL, có thứ tự là OL, không có tự là UL. Rồi bên trong này bạn thêm cái chữ LI thôi, danh sách. Dễ chưa? Thì là xong rồi. Chúng ta đã xong được cái bài này rồi. Cứ nhớ là cái danh sách nó chia hai trường hợp, một là có thứ tự là số 1 2 3, không có thứ tự là cái chấm đen như vậy. Rồi. Rồi có thứ tự là chữ order list là OL. Còn không có thứ tự là UL là unordered list. Rồi à, giờ xong, kết thúc. Rất là dễ đúng không? Rồi, qua video này nó bao nhiêu giây, ta bao nhiêu phút rồi. Nó cũng tương đối là ngắn ha. Mà thôi qua video sau ta tìm hiểu cái table đi, tại table những bạn mới thì hơi phức tạp. Tại nó ngoại trừ cái việc chèn bảng vô rồi nó còn gập gập vô nữa, lu bu lắm. Rồi, ta kết thúc video này đi. À, tôi Tú đã dẫn các bạn trên trang web là www.fantu.com. Hẹn lại các bạn.